Qua 20 năm giai đoạn 2002-2022, thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoa Chính về tiếp chí tục đổi mới phát triển về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, gọi tắt là nghị quyết số 13, tỉnh ủy thành ủy Cần Thơ đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, thể chế quá và tổ chức thực hiện. Đến nay, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã của thành phố đã có bước đổi mới và phát triển khá tích cực. Thành phố có thêm nhiều loại hình hợp tác xã, mô hình hợp tác hiệu quả ứng dụng công nghệ cao, quản lý tiên tiến, tham gia chuỗi giá trị. Lĩnh vực hoạt động kinh tế tập thể được mở rộng phong phú, góp phần phát triển kinh tế hồ thành viên, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tạo được niềm tin vào triển vọng phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều kế hoạch thông báo, ý kiến kết luận chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và ba lần tổ chức sơ tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 13 Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp quyền và cơ sở, tổ chức học tập quán triệt đến cán bộ đảng viên và các toàn thể đạt tỷ lệ trên 90%. Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chương trình hành động số 08, kịp thời lãnh đạo tổ chức học tập quán triệt, phổ biến thực hiện chỉ thị của ban bí thư, kết luận của bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 13 gắn với công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ làm việc với Liên minh hợp tác xã thành phố, ban hành nhiều văn bản lãnh chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới. Chính nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã tác động nâng cao nhận thức phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ, đảng viên, viên chức và các tầng lớp nhân dân kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển đúng định hướng, tăng số lượng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, giải quyết việc làm cho thành viên ngày càng hiệu quả. Thực chất, người dân dần thay đổi tập quán thói quen sản xuất nhỏ, tự phát sang hình thức sản xuất dịch vụ tập trung theo hướng hàng hóa, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị gia tăng và theo nhu cầu thị trường.